Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, tiếp tục với series đó chính là evilwar.io nhé. Và nếu anh em nào thích hãy để lại mình một like nha. Link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em ha. Rồi ok. Đợi vào. Chém đã. Ô, có thành Ezi Fake kìa. Mình vàng từ phút thứ 2 thì có vẻ là hơi bị ấy luôn. Quái đạ thật, chạy nhanh thế. Team mình không đỡ được cái này. 4.700, 4.800. Đợi đi lỗi rồi anh em. Mà đợi đi lỗi là khó. Thanh niên thì oảng rồi anh em. Thôi mình đi sang hướng này đi. Ôi, vãi cả đạn, bé quá. Ngắn quá. Ngắn quá, không thể kịp ấy được luôn. Không thể dài tới. Ui Việt Nam. Cho tấn công kinh đấy. Rồi 4.500 mà khá là cân đấy anh em ạ. Đây mình cần phải ăn đã. Bình tĩnh bạn. Các bạn ăn hết ngoéo mạng ở đây rồi. 42.000 đang là cao nhất. Đồng hơ. Một bé. Chúng nó đang phản công lại đấy anh em. Chúng ta ra chỗ giữa đi. Đang có khá nhiều con ở đây. Tôi đang cố gắng đánh lại. Chém không chém được. Ok anh em, tôi đang top 12 à. Vãi đạ. Chưa tới mà anh em đã chém rồi. Thì là khó. Chúng ta ở giữa giữa đi anh em. Khu vực giữa ra chúng ta đang kiểm soát tốt rồi. Ok. Tôi lên rồi anh em ơi. Tôi đang lên rồi đây. Thôi này. Chúng ta team đánh hay hơn. Bọn nó bắt buộc phải lui về rồi. Chúng ta sẽ đi vòng ở bên này. Để chém thế thì oảng á. Mình sẽ lừa mình chém thẳng vào nhà ấy. Thì đó mới là cái tiên quyết để chúng ta chiến thắng được. Không chém vào nhà thì không thắng được đâu. Đợi hồi tí anh em. Lừa hết giết bọn ta đi. Chúng ta đang cản hết chỗ này. Cản hết ma gaming cái kiểu. Ồ em ơi. Giết hết. Giết hết. Kill hết anh em ơi. Đúng rồi. Rồi chuẩn bị hồi bị chém ở trên này. Mà đã định chém à. Lừa chém ở nhà thôi. Mà không kịp chém rồi phải né. Vào sâu ấy. Chém đi anh em. Để tôi chém nhà cho. Không thủ nhà thì oảng thôi. Không thủ nhà thì là oảng thôi bạn. Lùi ra ngay. Bọn này không dám. Chúng ta chém được rất là nhiều anh em ạ. Chém thêm một vài cái để lao vào anh em. Sau khi đợi thì chém cái trên ha. To hơn rồi. Đam sẽ nhiều hơn rồi anh em.
Đó. Tuổi gì thắng được mình, chúng ta ơi anh em ơi. Còn nó cứ chém mấy cái bọn ở ngoài ngoài thì mình lại càng khỏe thôi. Mình lại càng xịn thôi. Đó. Bọn nó về rồi anh em ơi, bọn nó về rồi, về rồi thì cho lại né. Chúng ta lại né ở trên này thôi. Lại tiếp tục là đánh ở trên này thôi anh em. Bây giờ lại đi ăn để lên level thôi. Vãi đạn trong ngoài toàn con to anh em ạ. Vãi nồi luôn. Toàn con to. Tôi phải chém hết bọn này anh em. Rồi bây giờ lại vào chém thôi. Chém nhà chủ yếu anh em ạ nhờ. Đông hết. Ôi xời. Chém tao kia làm cái gì, chém nhà ấy đi. Trời ơi mẹ. Cái quả đấy tệ vãi nồi. Thề 29 giây à? 5 giây may quá. Quả tệ vãi nồi ơi. Đang chém nhà hay, bọn này không biết chơi mà nó không ấy đâu. Ủa ôi. Này làm sao lên top được. 2.300, 1.700. Chúng ta chém rất là nhiều nên mới lên được top đấy anh em. Lên được top xịn đấy, không thì lên được kẹt. Rồi tôi lại lên tiếp. Tôi không muốn ở nhà đâu, ở nhà ủa dễ hoảng lắm. Đến thẳng anh em. Nó bắt đầu thủ nhà kìa. Thì mình mất mấy đời. 29. Lên top cũng rất là quan trọng anh em ạ. Nhưng mà không quan trọng bằng cái việc là chém thẳng vào nhà nó. Nó về rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ vòng xuống dưới ha. Đúng rồi anh em ơi. Nó vòng xuống dưới này. Nó lao vào chị chém nó thôi. Thắng rồi. Đợi. Chúng ta chém nhà hơi bị nhiều luôn đấy anh em. Còn là nó sợ. Hãy cứ ấy đi. Mấy bọn kia cứ đén nhé để tôi chém nhà cho. Hey boy. Ai bỏ cẩn thận nhá. Tao nhìn thấy mày rồi. Cưng ạ. Tao nhìn thấy mày rồi. Nhìn thấy mày rồi, cưng ơi. Úi giời vẫn chết. Hải vãi lều anh em ạ. Tham quá. Còn đây như bị con thằng nào nó chém rồi ấy. Tội thảm quá. Team đã thua rồi. Làm sao đỡ được. Cho đánh quá hay luôn. Trận này đánh hay quá. Chuyên là chém nhà. Không cần phải top 1 anh em ơi. Team nó bị dồn vào trong góc rồi. Tuổi gì. Tuổi gì ăn chúng ta anh em. Tôi bị trừ đời. Nhưng mà tôi cũng chẳng vấn đề gì. Không ra vấn đề không quá lớn. Không top 1 thôi ha. Hãy lao vào và chém nhà. Vãi đạn được, xin được mạng to vãi nồi. Lên tốt top 12 luôn. Lao vào chém đi. Chém nhà đó. Đích chém cái gì chém nhà đó. Ok. Thắng rồi, thấy chưa? Chỉ cần thế thôi anh em ơi. Lên top 12. Và quan trọng là mình chuyên ra chém nhà với anh em. Hay à.